Vâng, xin chào các bạn. Thì hiện tại mình đang quay một cái video là viết lỗi phần mềm mà dùng để lập trình các dòng BOC miso các bạn. Thì bạn đó có trình bày với mình là hôm qua là dùng bình thường, nhưng mà khi tải GX Word 3 về để mà lập trình cho BOC XML á thì nó bị lỗi. Thì lỗi như thế nào thì mình sẽ cùng các bạn khám phá nha. Đó, bạn trình bày là bạn gửi ra vào hết, bạn cài lại nó bị lỗi. Bây giờ mình sẽ mở lỗi cho các bạn xem nha. Đây là Word 2 nè. Bây giờ mình thử mở lên. Đây. Thì đã báo là Word 2 là không có thể mở được bởi vì là cái bộ nhớ của hệ thống nó bị ảnh hưởng gì đó. Nó bảo là reset Word 2 rồi mở lại. Đó thì bây giờ mình bấm OK. Bây giờ mình thử chạy quyền admin rồi có ảnh hưởng gì không nha. Bây giờ chạy quyền admin thử nó có chạy mở lớn được hay không. Đó. Nhưng mà khi mình mở quyền admin thì nó cũng không lên được. À, bây giờ là mình sẽ fit một cái kiểu mà trước như mình hay fit là mình sẽ vận dụng nguyên cái file này. Và bây giờ mình sẽ lên cái website chính chủ của thằng hãng Mitsubishi ha. Và bây giờ mình sẽ lên cốc cốc nè. Đó, thì cái video này là mình sẽ quay và lưu lại. À, để khi sau này anh em nào mà bị vướng giống như trường hợp này thì có thể xem lại và cùng cùng fix lỗi nha. OK, bây giờ mình sẽ qua cái website trước. Website là có tên là eu3a.mitsubishielectric.com này ha. Mình copy vào cho nha. Đó, mình qua đây mình bắt vào đây. Rồi đợi xíu nó sẽ ra một cái trang chủ Mitsubishi. Đây là trang chủ. Thì bước đầu tiên khi chúng ta vào cái này, vào cái giao diện này, chúng ta bấm vào register nha. Anh em nào mà đã có cái phần gọi như là phần account á thì anh em cứ login bình thường, còn mình là chưa có nên mình sẽ là tạo mới một cái. Thì mình có tạo bình thường như mọi cái account khác thôi ha. Này, register. Bây giờ là mình sẽ vào mục này để mình tạo. Do mục thô thì ở đây mình sẽ tạo một cái nơi bất kỳ ha. Bất kỳ mình sẽ là chọn vào cái nơi là United Kingdom này, rồi I accept conditional username là những bên A. Username là cái tên mà mình đăng nhập vào á thì mình chắc là những bên AA đó, những bên AA nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở cái notepad lên là một tí mình khỏi quên. User đó, rồi là cái password. Password mình sẽ đặt là 123456789. Rồi tiếp tục cái này cũng tương tự là 123456789. Mình thêm một cái là A cộng. A cộng. Rồi thêm một cái là chữ S viết hoa. S viết hoa. Đó. Đó mình thêm cái password 123456789 A cộng S. Rồi cái email. Bây giờ mình sẽ quay lại cái bạn đó nhập email bằng đó vào. Email bạn vào đây. Không biết bằng đó làm gì nữa. Đây đã nhập rồi đây. Đấy. Rồi sau khi bằng đó nhập Gmail vô rồi mình sẽ tiến hành nhập cái mã để mà mình tiến hành mình đăng ký cái tài khoản ha. 4936. Chúng ta nhấn vào register nào. Password là không đủ bảo mật thì mình đã cài đặt lại nhé. Password. Password là mình sẽ là ghi là
Ok, mình đặt cái password mở khác rồi. Rồi, tạm ổn. Bây giờ mình sẽ ra tiếng Anh register now lại. Đó, khi chúng ta đặt một cái password khá là dài thì nó sẽ là cho chúng ta đăng nhập vào ha. Đó, bây giờ chúng ta lưu mật khẩu lại. Và tính năng đồng bộ hóa luôn. Rồi, bây giờ là mình đi vào cái phần mục là Gmail nha các bạn. Để mình xem nó gửi cho mình một cái đường link để mình kích vào để mình tạo mới một cái thương đế. Này chắc là lẽ là cái này rồi đây đã nó khi Mitsubishi đã gửi cho mình tới một cái đường mail như thế này ha, đúng là đúng với cái Gmail lúc này chúng ta nhập vào ha. Đó rồi thì bây giờ là mình sẽ tiến hành vào một là complete regression ha, vào đây sẽ ra một cái giao diện cho mình. Cái lỗi này cũng đơn giản thôi, chỉ có là phức tạp cái phần là cấu hình các thứ cũng như là đăng ký tài khoản nữa ha. Đó khi chúng ta kích vào nó sẽ hiện thời gian các cái trang như thế này đó, tạm thời cái title gì đó là tự động hóa đi, last name là anh, first name là em, company là A B C, street là 123, passcode là 123456, city là new đó, country mình chỉ là chọn bất kỳ đi, Australia đó, mình select là selector là mình đây là cái gì, mình chọn order đi, ha. Rồi employee gì đây, 10 49 chắc vậy quá. Ha. Rồi bây giờ mình sẽ nhấn vào một đó, click vào hoàn thành register. Rồi đó khi mà chúng ta nhấn vào complete registration là chúng nó sẽ hiện thấy chúng ta một cái như thế này ha. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành login vào thì chúng ta sẽ mở cái nút back lúc nãy mà chúng ta để lưu lại đây nè ha. Bây giờ mình vào mình thêm lại thôi đó, rồi mình lấy cái password mình bỏ vô. Đó, mình log in. À, khá là vất vả đúng không? Khá là nhiều bước. Gọi gì đây? Đang bị lỗi login rồi. Rồi sau khi chúng ta đã mà đăng nhập vào được ấy, thì ở đây nó sẽ là nhấn chúng ta một số cái vấn đề ở đây ha. Chúng ta cứ nhấn accept rồi chúng ta nhấn sell đi đó, rồi ok ha, thì ở đây nó sẽ hiển thị logout tức là mình đã login được rồi, đăng ký tiếp này đó, mình đã đăng nhập vào được thành công rồi ha. Bây giờ khi mà đăng nhập thành công ấy, nó sẽ hiện ra chúng ta một cái phần rất là quan trọng ở đây ha. Chúng ta đi vào phần software nè.
Đó. Software thì cứ lúc vào software nó sẽ đi vào trong cái phần download. Đó. Thì đây nó hỏi chúng ta là cái gì đó thì tạm thời chúng ta là tách nó đi ha, tạm thời tách nó đi. Rồi, chúng ta đi đến phần tìm đến một lần phần software mình mong muốn của mình ha. Thì bây giờ là mình sẽ là đi vào phần search. GT quật B, GX quật 2 đây. GX quật 2 này các bạn. Thì bây giờ là mình sẽ tải cái file này xuống nha. Mình sẽ tải cái file này xuống. Đó, bạn đã đang bị lỗi GX quật 2 thì mình sẽ tải file GX quật 2. Nếu như các bạn bị lỗi file GX quật 3 thì các bạn cứ tải file GX quật 3 về nhé. Đó. Đó, anh em nào lỗi GX quật 3 thì tải cái GX quật 3 ở đây về ha. Chù, thế là lâu thì cái đoạn này chắc mình sẽ tua nhanh cho các bạn nha, tua nhanh cho đỡ mất thời gian. Ok, sau khi một khoảng thời gian chờ đợi lâu thì mình đã tải được cái file này về rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành là setup nha các bạn. Bây giờ mình sẽ vào file này. Thì trong cái file này sẽ khá là nhiều cái phần mình sẽ nó vào phần mục gỉ quật 2 này. Khá là nhiều đĩa ha. Bây giờ là mình sẽ ghép vào mục auto run để mình run cho nhanh. Đó, mình mở cái file này đây. Open run luôn đó, mình nhấn yes. À thì ở đây là bị lỗi, thì bây giờ là mình sẽ là tiến hành mình chạy lại cái file đó nhá. Thì trước khi chạy mình extract ở đây, tức là giải nén ở đây nhé các bạn, chúng ta giải nén ở đây ha, giải nén ở đây đó, chúng ta nhấn extract đó. Thì bây giờ là nó đang trong quá trình là chạy file này các bạn đó. À, chỗ này mình lại tua nhanh tiếp ha, tại vì nó hơi lâu. Ok, sau khi đó chúng ta sẽ được cái file như thế này. Rồi chúng ta tiến hành quay lại auto run như ban đầu lúc nãy nha. Chúng ta ấn chuột phải, run với viên admin. Đó, chúng ta nhấn yes. Sau đó nó sẽ hiển thị chúng ta một cái như thế, một cái hộp thoại như thế này, chúng ta nhấn vào cái x hai và nhấn run. Và là sẽ là nhấn yes, chúng ta nhấn next. Nó bây giờ là nó sẽ tiến hành auto cài đặt luôn nha các bạn. Ở chỗ đấy mình tiếp tục tua nhanh ha, tua nhanh. Thì sau khi cài xong nó hiển thị cho ta một cái bảng như thế này ha, thì chúng ta thì chỉ nhấn ok là nó chạy tiếp ha. Đó, nó hỏi gì chúng ta cứ nhấn ok. Đó, rồi nó hỏi cái gì chúng ta cứ nhấn yes nha. Yes. Ok. Do you want view? À, nó hỏi là mình có muốn xem cái kia hay không, thì mình vừa xem á, nhấn yes là mình xem cái này ha. Bây giờ mình nhấn finish. À, nhấn finish. Ừ, là xong. Tạm thời mình nhấn exit này đi. À, nghe ship ra đi. Bây giờ mình sẽ đi qua cái phần là desktop. Trong này nó chưa có hiển thị hết tất cả các cái folder vì nên mình sẽ là đi ra phần desktop bên này. Đó, bây giờ là mình sẽ là thử mở lại cái file gửi quật 2 như thế nào nha. Rồi, ok, quá là tuyệt vời luôn. Bây giờ là mình sẽ thử tạo một project mới nha. Nó đã được vào đây thì rất là tuyệt vời rồi nha các bạn. Đó, edit bio, nhấn ok. Bây giờ là vừa rồi mình đã hướng dẫn các bạn là fix lỗi phần mềm gửi quật 2 mở lên không được ha các bạn ha. Thì bây giờ là